xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Number Phương TV. Và như ở tiêu đề mọi người đã nhìn thấy thì ngày hôm nay Phương Anh sẽ chia sẻ cho mọi người 5 tips vô cùng hiệu quả để mọi người có thể tìm ra được mùi nước hoa nào là mùi nước hoa thật sự dành riêng cho bản thân mình. Và có thể đi đến đâu mà khi mà ai đó ngửi thấy cái mùi là biết ngay là đó là mùi của bạn. Và bản thân mình thì cũng đã từng là một người kiểu lúc mà mới biết về nước hoa thì đã tốn rất là nhiều tiền, xong rồi thời gian, rồi đi thử mùi, rồi dùng những cái mùi mà không thật sự khiến cho mình cảm thấy dễ chịu. Nên cho nên là từ một cái đống bài học đó thì ngày hôm nay mình đã đúc kết lại và mình không có muốn là mọi người cũng sẽ phải đi vào những cái sự sai lầm của mình để mà nhanh chóng tìm ra được cái mùi hương nào thật sự khiến cho mọi người tự tin, khoác lên mình và thể hiện được cá tính của mình. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tips đầu tiên nha. Cách đầu tiên cũng là cách quan trọng nhất, đó chính là mọi người sẽ phải tìm hiểu xem là tại sao mình lại muốn mua một chai nước hoa. Thì có thể là để đánh dấu một cái cột mốc nào đó hay là trong một cái dịp nào đó. Thì như với các bạn nữ thì mình thấy là các bạn hay có xu hướng là hãy chọn mua chai nước hoa theo một cái dịp đi học, đi làm hay là đi chơi. Cá nhân mình thì mình rất là hay mua nước hoa vào những cái lúc mà mình đi du lịch, mình đến một thành phố mới và mình sẽ rất là muốn tìm một cái mùi để mà khi mà mình ngửi lại nó sẽ gợi cho mình những cái không gian và những cái kỷ niệm mà mình có ở cái thành phố đó. Chia sẻ với mọi người một chai nước hoa mà mình đã mua trong đợt mình đi Hà Nội, đó chính là em Tom Ford Black Orchid. Đây là một em nước hoa có tông mùi gỗ rất là ấm. Và với cái tiết trời lúc mà mình đi du lịch đó, vào mùa thu nó se se lạnh ở ngoài Hà Nội, thì dùng em này cảm thấy rất là tuyệt vời. Và sau khi mà mình trở về Sài Gòn, mỗi lần mà dùng lại em này thì nó lại hồi tưởng mình những cái khoảng thời gian mình đi chơi. Và nó cũng khiến cho mình hiểu ra về bản thân mình hơn là mình rất là thích cái không khí như vậy. Và mình rất thích những cái tông mùi gỗ kiểu như thế này. Và những cái lúc mà mình đi du lịch, đi Hà Nội chẳng hạn, nó cũng sẽ là một gợi ý để cho mình biết được rằng là mình sẽ dùng những cái mùi gì tiếp sau đó. Mình sẽ biết được cái gu, cái tông mùi nào mà mình có thể chọn khi mà mình mua một chai tiếp theo. Và cách số 2, mọi người có thể tìm ra chai nước hoa yêu thích của mình, đó chính là mọi người xem tham khảo ở trên những trang web chính thống bán nước hoa và những trang web của hãng, các hãng nước hoa mà mọi người nhắm tới. Thì đây cũng là một cách mình cảm thấy là rất là tiện, rất là nhanh ở cái thời điểm mà khi mà thông tin ở trên mạng xã hội bây giờ nó rất là đa dạng rồi. Và đặc biệt là những bạn nào mà nhà ở xa, không có điều kiện đến những cái cửa hàng bán nước hoa, thì đây là một cách rất là tiện cho các bạn. Hoặc là đơn giản như mình, một người thỉnh thoảng rất là lười, chỉ muốn nằm ở nhà và xem review thôi, thì mình cảm thấy là cách này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan trước, một cách sơ lược và nhanh về những cái chai nước hoa mà mình muốn tìm hiểu. Cách thứ ba cũng là một cách vô cùng quan trọng, gọi là sắp xỉ cách đầu tiên luôn á, đó là mọi người có thể tới cửa hàng để mà thực sự trải nghiệm những cái mùi hương và cảm nhận xem là mùi nào là mùi dành cho mình. Thì cá nhân mình thì rất là thích tới cửa hàng, tại vì thứ nhất là có rất là nhiều mùi để mà mình có thể thử. Thứ hai là có những cái khu vực như là không gian, như giống như là mình đang ngồi ở đây, để sau khi mà mình chọn được cái mùi mà mình muốn thử, mình có thể ngồi và mình cảm nhận từ từ, mình ngửi và mình thật sự suy nghĩ xem là mùi đó có thật sự hợp với mình hay không. Cho đến khi mà mình rời cửa hàng đi chăng nữa, mình về nhà mà cái mùi đó nó vẫn vấn vương, nó vẫn lưu luyến ở trong đầu mình, thì mình nghĩ rằng là đây chắc chắn là một cái mùi dành cho mình. Tiếp theo, cách thứ tư đó chính là mọi người có thể dẫn thêm một người bạn để đi shopping nước hoa của như mình. Đây là Vân, một người luôn đi mua sắm nước hoa của như mình. Tại sao? Bởi vì đôi khi á, mình ngửi một mùi thì nó chỉ là một cái suy nghĩ chủ quan của mình thôi, nhưng mà khi mà có một người bạn thì mình sẽ có thêm một cái nhận xét để mình thực sự có một cái nhìn khách quan là liệu cái mùi hương đó có thật sự là dành cho bản thân mình hay không. Và cách cuối cùng của mình là một cách nó hơi mưu đồ, mưu mẹo chút xíu, đó chính là mỗi khi mà mình bị ấn tượng bởi mùi hương của ai đó thì Phương Anh sẽ chạy lại, và Phương Anh rất là hay khen mùi của mọi người, và sau đó mình sẽ hỏi xem là người đó dùng mùi gì, và sau đó mình sẽ về nhà mình lén lút mình lên trang web mình check cái thông tin của cái chai nước hoa đó để xem là cái tông hương chính của chai là thiên về những cái tông hương như thế nào. Và sau đó thì Phương Anh sẽ tìm hiểu thêm
những chai nước hoa mang những cái tông hương tương tự như vậy. Và từ đó thì mình có thể biết được rằng là mình thích cái, những cái mùi theo phong cách như thế này, có những cái tầng hương như thế này. Thì đó cũng là một cách để mà các bạn có thể từ từ tìm ra được sở thích cá nhân của mình. Và đó là 5 tips mà mình hy vọng rằng là sẽ rất hữu ích cho những bạn nào mà mới tìm hiểu về nước hoa. Và Phương Anh cũng tin rằng là cái hành trình mà để thật sự tìm được một mùi hương dành riêng cho bản thân mình, nó cần rất là nhiều trải nghiệm để mình có thể hiểu thêm về cảm xúc cũng như là khứu giác của mình. Hy vọng rằng là mọi người sẽ có thật nhiều những cái trải nghiệm thú vị trên hành trình này. Và cuối cùng là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Đừng quên hãy nhấn like và subscribe cho channel của Number Film. Và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.